kiểu người rất là tự ti luôn. Cho mãi đến những cái năm mà cấp 3 thì em mới dám hát, vì trước đó em nghĩ là em hát rất dở. Sau này khi mà đi hát thì em vẫn còn tự ti rất là nhiều nữa. Chị đã nghe thấy việc là hưởng thụ nỗi đau nha. Có nghĩa là mỗi những cái khoảnh khắc đau khổ mình xảy ra thì em coi nó như là một cái mà là một cái rất đẹp mà em phải trải qua để em có được những cái mà đẹp và vui hơn. Hình bóng yên vui trước đây giờ phôi.